có tờ giấy. Bỏ ra để tôi chết. Trước khi chết, đăng ký thử đi. Đến đi for you, tiếng Anh không thể nào dễ hơn. Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2007. Trải qua 10 năm phát triển, khoa đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục. Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng các phương pháp học tập theo chuẩn quốc tế, sinh viên hệ chuyên ngữ và không chuyên ngữ được tiếp cận nội dung học tập một cách đa dạng và sáng tạo, đáp ứng được chuẩn đầu ra cũng như yêu cầu trong công việc sau khi tốt nghiệp. Sinh viên có được không gian và môi trường học tập hiệu quả, Khoa Ngoại ngữ đặc biệt chú trọng tới điều kiện cơ sở vật chất để phù hợp với đặc tính của từng môn học như khu vực Coffee Corner là nơi trò chuyện giải lao, phòng máy tính sử dụng miễn phí và được áp dụng nội dung học tiếng Anh cho tất cả các ngành nghề. Hệ thống phòng học được thiết kế với không gian mở giúp sinh viên cảm thấy thoải mái khi tham gia các hoạt động học tập. Hoạt động với tiêu chí, chất lượng gắn với cái tâm, đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa là những người không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn luôn sáng tạo, nhiệt huyết và năng động. Bên cạnh đó, khoa liên tục đón tiếp các giáo viên từ các nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc về giảng dạy miễn phí cho sinh viên trong trường. Hội sinh viên, ban chấp hành sinh viên khoa và đội tình nguyện là những thành phần quan trọng của khoa ngoại ngữ. Là những sinh viên có trình độ tiếng Anh vững, được tuyển chọn từ hàng trăm sinh viên trong trường để xây dựng các hoạt động câu lạc bộ, hỗ trợ lớp học ngoại khóa. Ngoài ra, các bạn còn được đào tạo kiến thức chuyên môn và các kỹ năng mềm cần thiết để có khả năng hướng dẫn và giúp đỡ các bạn sinh viên yêu thích học tiếng Anh trong toàn trường. Ngoài các hoạt động chính khóa, Khoa Ngoại ngữ còn tổ chức nhiều hoạt động sau giờ học bổ ích cho sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức xã hội và sự tự tin cần thiết để có thể vận dụng trong công việc tương lai.